Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weibo Time, phát sóng vào mỗi thứ ba hàng tuần. Đây sẽ là nơi tổng hợp các tin tức mới và thú vị nhất trong tuần vừa qua, xoay quanh thế giới 2D trong và ngoài nước. Và cũng là nơi chia sẻ về các bộ anime hay manga mà chúng mình tâm đắc nhất. Không dài dòng nữa, hãy cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức nào. Mùa anime vừa rồi đã kết thúc cùng với rất nhiều cái tên mới nổi bật, nhưng vẫn có những cái tên vẫn chưa được đón nhận nhiều lắm ở thị trường quốc tế, ví dụ như Bungo Stray Dog hay là Monogatari. Tuy nhiên, cả hai cũng đã có xác nhận sẽ có phần tiếp theo và dự kiến sẽ ra mắt ngay trong năm nay, nhất là khi Văn Hào Lưu Lạc đang cực kỳ gay cấn. Bên cạnh đó, một cái tên chả mấy ai bàn tán là Monogatari cũng khiến cho nhiều người bất ngờ khi thông báo cho ra phần thứ hai. Bản thân mình đọc bộ manga này cũng thấy rằng nó có nhiều yếu tố hấp dẫn của thể loại chiến đấu lãng mạn, anh em có thể thử xem nhé. Sau thành công và sự đón nhận mạnh mẽ từ khán giả của mùa phim đầu tiên, anime Thất Nghiệp Chuyển Sinh đã được xác nhận sẽ có mùa tiếp theo trong sự kiện Anime Expo 2022. Ekip sản xuất cũng đã đăng tải một trailer dài hơn 2 phút tiết lộ các tình tiết khi Rudeus đã trưởng thành. Một vài nhân vật mới cũng đã được công bố và đa số đều có vai trò rất quan trọng trong diễn biến của phim. Thất Nghiệp Chuyển Sinh mùa thứ 2 sẽ lên sóng vào tháng 7 của năm 2023. Ngoài ra, sự kiện Anime Japan 2023 cũng đã công bố những cái tên đáng chú ý sẽ có phần tiếp theo, đó chính là Ma Vương Đi Cầy. Kể cả khi series này đang bị nhiều fan của Lineover chửi tỏi vì cái kết, song đó không phải là lý do ngăn cản sự hấp dẫn của siêu phẩm Isekai trong ngoặc kép này lại được. Sau khi phát sóng tập 24 và cũng là tập cuối cùng, mùa thứ 2 của Blue Lock đã được công bố ngay sau đó. Ngoài ra, manga spin-off của Kota Sanomiya cũng sẽ được chuyển thể thành anime movie. Hiện tại thì ngày công chiếu của hai dự án này vẫn chưa được công bố. Blue Lock chắc chắn là cái tên gây không ít tranh cãi từ khi được chuyển thể thành anime. Tuy nhiên, manga của nó luôn nằm trong top bán chạy và hiện đang là series thể thao ăn khách nhất hiện nay. Nhờ nội dung hấp dẫn cùng với phần nghe nhìn được trau chuốt, Spy X Family đã được đón nhận vô cùng tích cực. Phim thành công đến mức ngay sau khi kết thúc, anime đã công bố mùa thứ 2 và một anime movie chiếu rạp. Trong sự kiện Anime Japan 2023, Wiz Studio và Cloverworks đã công bố những thông tin mới về Spy X Family mùa thứ 2. Anime sẽ được lên sóng vào đầu tháng 10 năm 2023. Ekip làm phim sẽ vẫn được giữ nguyên. Không chỉ có vậy, cũng trong sự kiện Anime Movie Spy X Family Code White sẽ được công chiếu vào ngày 22 tháng 12 của năm nay. Nếu như bạn đã mất niềm tin vào series Giang Hồ Thủ Đô nhưng vẫn chưa từ bỏ được cái sở thích thể loại côn đồ này thì hãy đến với Windbreaker. Tựa manga của Satoru Ni đã xác nhận sẽ có chuyển thể sang anime và Studio Cloverworks sẽ đảm nhận việc đó. Hiện tại vẫn chưa có ngày phát sóng cụ thể cho anime. Windbreaker bắt đầu với một thằng trẻ trâu có mong muốn được múc những thằng chùm ở trường. May mắn thay, học viện mà hắn mò đến chính là nơi tạo điều kiện cho các bé đôn trề đấm nhau. Nếu đã quá ngán với những drama ở Tokyo Revenge và thích bạo lực thuần khiết thì đây có thể là thứ mà các bạn đang tìm kiếm đấy. Vậy là ta đã có rất nhiều anime được chuyển thể từ manga, nhưng giờ đây chúng ta còn có cả anime được chuyển thể từ comic của phương Tây. Mới đây, Netflix đã công bố bộ anime Scott Pilgrim Solo Cả Thiên Hạ và xác nhận rằng Studio Sion Saru sẽ phụ trách sản xuất dự án này. Scott Pilgrim đã từng là một bộ phim có tiếng ở Hollywood với sự góp mặt của anh chàng đụt Michael Cera và Captain America Chris Evans. Đây là một bộ phim được giới phê bình đánh giá rất cao do phong cách khổ lốn, có phần bố láo giữa thể loại Battle Shonen ảo diệu của Nhật Bản, trộn lẫn với hàng tá các văn hóa khác nhau của Hoa Kỳ. Chính vì vậy, việc lựa chọn Sion Saru cho một tác phẩm quái dị này là hoàn toàn hợp lý. Có thể nói năm nay là một năm rất thành công của thể loại lãng mạn. Tiếp nối với điều đó, bộ tiểu thuyết My Happy Marriage đã chính thức thông báo rằng sẽ được chuyển thể thành anime và dự kiến sẽ được lên sóng vào tháng 7 sắp tới. Cùng với đó, tại sự kiện Anime Japan 2023, Horimiya cũng sẽ quay trở lại với chúng ta vào tháng 7 này với phần cốt truyện chưa được chuyển thể trong manga gốc. Bộ Line Novel Yume Miru Danshi wa Genjitsu Sugisa cũng đã được xác nhận sẽ được chuyển thể sang anime và ra mắt vào mùa hè trong năm nay. Cuối tuần trước, bộ phim mới nhất của Shinkai Makoto, Suzume no Tojimari đã được phát hành tại các rạp chiếu phim ở Trung Quốc, thị trường thứ hai thúc đẩy thành công nhất cho các bộ phim như Kimi no Na wa và Tenki no Ko. Suzume no Tojimari cũng không phải là ngoại lệ, nó đã có một ngày cuối tuần ra mắt ngoạn mục tới mức trở thành bộ phim thành công thứ 9 trong toàn bộ lịch sử điện ảnh thế giới. Mà điều này cũng không quá bất ngờ vì bộ phim này thật sự xứng đáng với vị trí đó.
Một số cái tên đình đám khác cũng đang thực hiện chiến dịch drip marketing của mình tại Anime Japan 2023 vừa qua. Ví như phần mới nhất cho phim của Thỏ Senpai đã tiết lộ rằng nhân vật chính của anime sẽ là về Kaede Asugawa và câu chuyện cố gắng vượt qua căn bệnh tâm lý của mình. Dự kiến movie sẽ được chiếu vào tháng 6 tới ở nhiều quốc gia và các fan có thể cầu nguyện rằng trong đó sẽ có Việt Nam. Anime Japan 2023 cũng chiếu thêm cả trailer cho Fate Strange Fate. Cú lừa lạ lẫm này cũng đã lừa được các fan của franchise Fate khi mà lùi lịch công chiếu từ cuối năm ngoái sang tới giữa năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid. Hy vọng anime này sẽ thỏa mãn được các fan khi mà dàn cast từ trong ra ngoài, từ dàn nhân sự thực hiện cho tới các nhân vật trong anime đều cực kỳ khủng. Anime Bofuri mới đây cũng đã có thông báo rằng việc phát sóng tập thứ 11 và 12 sẽ bị trì hoãn trong vòng một tuần. Và một lần nữa, bộ phim lại gặp vấn đề trong quá trình sản xuất. Do đó, việc phát sóng hai tập cuối của Con Nhỏ Cầm Khiên phải đến hết tháng 4 mới hoàn thành. Một bộ anime trắc trở nhất của năm nay chỉ sau Isekai Oji-san. Manga tuần này cũng đón nhận rất nhiều các tin hot như là sự trở lại của những cái tên đình đám của giới shonen như bộ đôi tác giả của series Football nổi tiếng Shokugeki no Soma, ngay cả Fujimaki Tadatoshi, tác giả của huyền thoại Kuroko no Basket cũng sẽ quay trở lại. Hiện chưa có công bố chính thức cho tựa manga sẽ được ra mắt, nhưng khả năng cao là chúng sẽ đều thuộc thể loại hành động hơn là theo phong cách chiến đấu lành mạnh như những tác phẩm trước đó. Trên tạp chí Shonen Ace của Kadokawa đã xuất bản một chương đặc biệt dài 41 trang của manga Sword Art Online Unit Ring được chuyển thể từ phần truyện cùng tên trong light novel của Reki Kawahara. Manga sẽ bắt đầu được đăng nhiều kỳ trên số tháng 6 của tạp chí. Bắt đầu vào ngày 26 tháng 4, Unit Ring sẽ kể về quá trình sau khi Kirito và Asuna trở về từ Underworld cùng với Alice. Sau đó không lâu, họ lại bị cuốn vào một thế giới game khác. Cùng với đó là ReZero, Arch, Star Just in Great History từ light novel cũng sẽ được chuyển thể sang manga và lên sóng trong mùa hè năm nay. Manga Yahalus của Reichi Kazuki sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 4 sắp tới đây. Nếu bạn chưa biết thì bộ manga này cũng đã có một cái kết trọn vẹn như trong light novel và theo như đánh giá của bọn mình thì nó cũng khá ổn nếu như bạn chưa thỏa mãn với anime. Ủy ban điều hành giải thưởng Manga Taisho lần thứ 16 đã công bố người chiến thắng cho giải thưởng cùng tên năm nay và bộ manga được xứng tên đó chính là Kore Kaite Shine của Minoru Toyoda. Manga cũng được xếp ở vị trí thứ 6 cho hạng mục truyện tranh dành cho nam giới của Konomanga Gasugoi năm 2013. Mới đây, sau khi One Punch Man Chap 229 ra mắt vào ngày 23 tháng 3, tác giả Murata Yusuke cho biết mình sẽ phải tạm nghỉ một thời gian ngắn để chuẩn bị cho tập manga sắp được phát hành. Theo như chia sẻ, ông sẽ cần nghỉ thêm khoảng 2 tuần nữa, do đó manga One Punch Man Chap 230 sẽ được phát hành vào ngày 20 tháng 4 thay vì ngày 6 tháng 4 năm nay như dự kiến. Các nhà chức trách Trung Quốc mới đây đã xác định được 4 cá nhân bị nghi ngờ rằng có liên quan đến đường dây quản lý trang web lậu vi phạm bản quyền lớn nhất từ trước tới nay. Đây là một trong những trang web phát tán lớn nhất mà Nhật Bản đã bắt được vào năm ngoái, có tên là B9 Good, hoạt động rộng rãi từ năm 2008 và chuyên leak các sản phẩm sang Trung Quốc để phân tán. Một tổ chức của Nhật Bản chuyên tìm cách giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền ở nước ngoài đã yêu cầu Bắc Kinh phải bắt giữ rất nhiều nghi phạm liên quan và hiện chỉ có duy nhất một khiếu nại bị bắt giữ. Nghi phạm là một người đàn ông khoảng 33 tuổi ở thành phố Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc, đã phối hợp với 3 người khác để điều hành trang web lậu và có thu nhập không dưới 25 tỷ đồng một năm nhờ phát tán hàng lậu. Hiện vẫn còn vô vàn các yêu cầu nhằm thực hiện hành động pháp lý chống lại hàng tỷ trang web lậu đang hoạt động. Giám đốc đại diện Takeru Goto đã cho biết, việc tiêu diệt bất cứ các trang web lậu nào cũng là một tín hiệu tích cực cho cuộc chiến bản quyền. Ông cho biết, kết quả này cũng sẽ có tác dụng cải thiện các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn vi phạm bản quyền. Đợt truy quét bản quyền trên cũng đang dí một đối tượng khác trên YouTube, như là những content chuyên reaction anime được ưa chuộng bởi phương Tây, chuyên quay video biểu cảm của đám đông YouTuber khi đang coi một bộ anime nào đó. YouTuber dạng này cũng từng bị lên án bởi vì sự lười biếng và thiếu chất xám. Ở Việt Nam thì các YouTuber cũng không ai làm thể loại này mấy, đổi lại thì chúng ta có review anime bằng giọng của chị Google. Tuy nhiên, dù có ghét hay thích thì các kênh YouTube reaction anime đang bị đánh bản quyền cực mạnh từ phía Nhật Bản vì họ cho rằng đây cũng là một hành động vi phạm bản quyền. Ví dụ như kênh Awake Production đã thông báo rằng kênh của họ đã bị vụt đủ số gậy vào đít và kênh có thể bay màu ngay lập tức. Một kênh khác cũng đang nuốt 3 gậy vì đã từng reaction về Attack on Titan, cũng đang khóc hết nước mắt và nhìn kênh chết.
hay là một số kênh với hơn 200.000 sub cũng đang miệt mài khiếu nại lại đơn vị vi phạm. Đợt truy quét bản quyền lần này rất chặt và mạnh tay, đi kèm với nó là thuật toán ngu si của YouTube, và chúng hung hăng đến mức đã xóa 6 kênh khỏi Muse Asia, một dịch vụ phân phối phim hoạt hình hợp pháp đã sử dụng YouTube để đăng tải nội dung của mình mà không cần bất cứ một lý do nào cả. Mới đây, Gosho Aoyama, tác giả của bộ manga xuyên thế kỷ Thám tử lừng danh Conan, đã hợp tác cùng với hãng thời trang Uniqlo và cho ra mắt một chiếc áo có in hình các nhân vật trong truyện. Điều này là khá bình thường trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, nó lại gây ra lục đục nội bộ cực lớn cho một trong những fandom nổi tiếng là thích chèo thuyền. Nguyên nhân là vì Gosho Aoyama đã trực tiếp quảng bá phiên bản chiếc áo có in hình Conan thân thiết với Haibara. Thậm chí, ông còn mặc cả chiếc áo này. Điều này đã gây ra tranh cãi lớn trên nền tảng mạng xã hội như là Weibo, khi mà những ai yêu thích cặp đôi này đã tuyên bố rằng đây chính là ending sớm của Conan. Và chỉ cần có vậy là đủ để cái fandom này xô sát lẫn nhau. Cả tháng 4 vào thứ 7 vừa rồi là đại hội tin chuẩn của khắp nơi trên thế giới. Đã có rất nhiều sự kiện được công bố, nhưng không mấy ai nghĩ rằng nó là thật. Như là tựa game mobile Princess Connect phiên bản quốc tế đã thông báo đóng cửa, song ai cũng nói đây là trò đùa. Mặt khác, đây cũng là thời điểm cho rất nhiều nhà sản xuất anime tung ra các event marketing không rõ là lừa hay không, như là năm nàng dâu sẽ có thêm một người em song sinh, nâng tổng số bát bún lên là 6. Hai chúa tể bóng tối sẽ có màn collab với nhau trong bộ anime spin-off. Ram và Rem sẽ isekai sang một thế giới khác với tư cách là Mahou Shoujo. Dead Alive thì sẽ công bố bản live action với nhân vật chính hot nhất dàn harem là Kurumi. Hai bộ romcom của Thiên Sứ Nhà Bên và Thánh Nữ Celia giờ đã có bản update DLC thành Devil May Cry với hai nữ chính hóa thành quỷ. Còn rất nhiều cú lừa khác có thể được tung ra vào ngày cá tháng 4 này, như là kênh My Animalist đã thay đổi tất cả các poster của hầu hết các bộ anime thành mèo. Tatsumaki Fujimoto đã luôn là một idol trong mắt các fan của manga và mọi bài đăng của anh trên Twitter đều có thể trở thành trending. Mới đây, tác giả Chainsaw Man đã giới thiệu hai tên trên kênh Twitter giả danh em gái. Và hơn thế nữa, đây còn là sẽ gầy. Nguyên văn là bộ hai tên manga được giới thiệu từ một nữ trợ lý của Fujimoto. Đây không phải là lần đầu tiên Fujimoto giới thiệu những tác phẩm có chủ đề này. Như là trước đó, anh cũng đã đề cử một tác phẩm lấy chủ đề chuyển giới đến từ một nữ trợ lý khác. Mặt khác, các fan cuồng của anh đều tỏ ra khá là hề hước, như là đồng loạt spam meme thể hiện thái độ hưởng ứng với bộ sẽ gầy được giới thiệu. Có lẽ lần tới, kênh Weibo xem gì sẽ giới thiệu một bộ sẽ gầy chăng? Đã bao giờ bạn tưởng tượng khi thức dậy, mình sẽ là một người khác chưa? Mà thực chất thì cái khái niệm hoán đổi thể xác trong anime nó cũng không còn quá xa lạ gì với mọi người rồi. Nhưng nếu như bạn đang chán và muốn tìm một bộ anime tình cảm, hài hước, không có quá nhiều drama và thỉnh thoảng lại có những cảnh fanservice, hãy đến với Yamada Kunto Nanani no Mayo, hay còn được gọi với cái tên thân thương là Yamada and Seven Bitches. Phim bắt đầu khá nhanh khi đi trực tiếp vào vấn đề làm như thế nào để chuyển đổi cơ thể. Chưa đầy 10 phút sau, bạn sẽ thấy Yamada đang nhìn chằm chằm vào gương và nhận ra rằng mình không còn cái ấy nữa. Mặt khác, Uraha Shiraishi thì hiện đang trong thân xác của một tên côn đồ và thế là cuộc sống của cả hai sẽ sang một hướng khác từ đây. Cùng với bạn bè của mình, Yamada và Shiraishi cùng nhau khám phá ra bí mật về 7 phù thủy trong ngôi trường mà họ đang theo học. Anime có một cốt truyện rất hấp dẫn và lôi cuốn, nhưng cũng có phần dễ đoán. Các plot twist được cài cắm một cách khôn khéo, hợp lý, bí ẩn nối tiếp bí ẩn. Vì phim được cô đọng trong 12 tập nên diễn biến diễn ra khá nhanh, đôi lúc mình cảm thấy hơi bị gượng ép. Hai nhân vật duy nhất mà mình thấy ấn tượng đó chính là Shiraishi Urara và Odagiri Nene. Còn đối với những người còn lại thì chủ yếu xuất hiện chỉ để giải quyết các nút thắt của câu chuyện. Tựu chung lại, Yamada và 7 phù thủy không phải là một anime quá xuất sắc, nhưng nó mang lại sự giải trí, một chút lãng mạn nhẹ nhàng với các yếu tố siêu nhiên xuyên suốt mạch phim. Và đó là những thứ khá hay ho đã xảy ra trong tuần vừa qua mà bọn mình đã tổng hợp được. Nếu thấy hay thì đừng tiếc một like, share và subscribe để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số chuyển động lần sau.